trở về Việt Nam trên cùng chuyến bay với 20 du khách Hàn Quốc. 58 công dân Việt Nam này được cách ly tại doanh trại quân đội với điều kiện khá tốt, mỗi người một giường và có cơm 3 bữa, wifi đầy đủ. Mới đây, những hình ảnh về khu cách ly cho các Việt kiều Hàn về nước chung chuyến bay với 20 du khách Hàn Quốc đến từ Daegu đã được tiết lộ. Được biết, 58 kiều bào này, sau khi xuống sân bay Đà Nẵng đã ngay lập tức được đưa đi cách ly theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, theo hình ảnh được ghi nhận tại khu cách ly Đồng Xanh Đồng Nghệ Đà Nẵng. Các công dân cách ly ở chung trong những gian phòng lớn của doanh trại, ngủ giường tầng. Mỗi người sẽ được phát cối, chăn, màn theo đúng tiêu chuẩn quân nhân, cơm một ngày 3 bữa cung cấp đầy đủ. Bên cạnh đó, các công dân bị cách ly được cung cấp wifi để lên mạng, tiếp cận thông tin đầy đủ. Hình ảnh các công dân Việt Nam từ Daegu trở về ở khu cách ly, wifi phun vạch tha hồ lướt Facebook, mỗi người được phát cối, chăn, màn theo tiêu chuẩn quân đội. Khẩu phần thức ăn tại khu cách ly được đánh giá là đầy đủ dinh dưỡng, khá ngon mắt mặc dù không phải cao lương mỹ vị. Cơm có đủ 3 món rau, thịt, canh với tiêu chuẩn 57.000 trên người. Sau thời gian cách ly, các kiều bào nếu không có biểu hiện nhiễm bệnh sẽ được trở về nhà. Trước đó, vào 6 giờ 52 phút sáng 24 tháng 2, một chuyến bay xuất phát từ Daegu, Hàn Quốc bay thẳng về Đà Nẵng. Trên tàu bay, ngoài phi hành đoàn có 20 khách Hàn Quốc, 2 khách Thái Lan và 58 người Việt Nam là du học sinh, người lao động về nước. Thức ăn của nhóm công dân cách ly được quân đội chuẩn bị, thực đơn khá đầy đủ, phong phú, món canh, món mặn, món xào. 58 hành khách người Việt Nam được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng bố trí xe đưa đi cách ly tại Trung tâm Huấn luyện Dự bị Động viên Đồng Nghệ, huyện Hòa Vang. Còn 22 khách ngoại quốc còn lại bao gồm 20 khách Hàn Quốc và 2 khách Thái Lan được bố trí cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Video liên quan khuya ngày 25 tháng 2, 20 hành khách Hàn Quốc đã lên máy bay trở về Incheon, Hàn Quốc sau khi cách ly một ngày ở Việt Nam. Phương Dung, theo Thế giới Trẻ Let's Blog Ask Why.